Sơn chào cả nhà ha. Mình chuẩn bị máy đo đường huyết để vô đo cho mẹ. Thì cái này đo thật sự nó không có đau, nhưng mà người lớn tuổi á, nhiều khi nghe nói chích lấy máu lại hồi hộp. Tại nếu mà như ở nhà mình có người khó tính vậy thì bọn Sơn chỉ cho cả nhà mình cách đo rất là nhanh. Đầu tiên là mình sẽ chuẩn bị máy sẵn đi. Thì mình vô mình lấy ngón tay của mẹ, mình lấy máu cực kỳ nhanh luôn ha. Bây giờ mình sẽ khui hộp này. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái máy nè, que. Đó. Thì cách sử dụng mình đã hướng dẫn bà con mình trước rồi. Còn cái này là mình sẽ lấy nhanh, cực kỳ nhanh luôn. Bây giờ cái máy và que, cái bút lấy máu và cái kim. Và đây là cái bảng giá trị, chút xíu mình sẽ kiểm tra lại. Rồi, đầu tiên mình sẽ cái kim mình gắn vào trước nha. Đó, mình gắn kim vào. Mình xoay cái đầu này ra. Rồi, mình lắp trở lại. Mà nội chắc với Sơn Hùng, Sơn Hà đang ở trong. Đó, mình kéo cò để sẵn ha. Thì cái tay của người lớn tuổi á, thì mình tùy theo cái mức độ sâu hay cạn, mình để cỡ mức vừa vừa thôi, đặng cho mẹ không đau. 1, 2, 3 tùy theo da tay. Chuẩn bị xong cây bút. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái hũ que. Nhớ tay mình lau khô nha, để lấy que ra. Rồi, cả nhà mình nhớ cái chữ array, cái chữ rồi giờ cái mặt này nó sẽ cùng hiển thị bên trên. Đó, chứ mình lật ngược xuống vậy là lộn nè. Mạch điện qua dòng máy. Rồi, mình cắm nha. Rồi. Nó sẽ hiển thị cái lần đó cuối cùng. Bây giờ đây là cái giọt máu chớp chớp. Mình sẽ lấy máu nha. Còn nếu mà mình để lâu quá thì mình nó tắt thì mình rút ra cắm lại. Rồi bây giờ mình cũng đi ha. Kéo cò xong rồi. Lên đường nha, mượn tay của mẹ. Rồi lấy giọt máu ha. Rồi mình lấy giọt máu rất là nhanh cả nhà ha. Mẹ không có kịp nghe đau luôn. Rồi 151 ha. Mình sẽ ra kiểm tra sau. Tại khi mình đo đường huyết, một là mình đo sáng sớm khi chưa ăn. Hoặc là khi mà mình ăn rồi thì sau 2-3 tiếng á, thì mình sẽ đo ha. Rồi mình ra coi kết quả đi. Mình ra đây kiểm tra nha. Mẹ đang chơi với Sơn Hà, rồi anh quay mẹ không ai luôn, dạ. Chích không ai. 151 nè, mình tra vào đây. Đó, nằm bên chỗ màu vàng. Đó. Tức là đường huyết bình thường sau bữa ăn. Còn nếu màu đỏ là tăng đường huyết ha, nguy hiểm. Còn màu xanh là đường huyết tốt trước bữa ăn. Thường mình đo sáng sớm mà lọt vô màu xanh là tốt. Còn sau bữa ăn 2-3 tiếng vậy là tốt ha. Rồi vậy là mừng là mẹ không sao. Rồi cảm ơn cả nhà nha. Nếu mà cả nhà mình thấy cái này đơn giản thì mình có thể chia sẻ cho các bạn hoặc là gia đình mình cách đo đường huyết cho người lớn tuổi, nhất là người sợ bị đo chích lấy máu. Rồi tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại.